Đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền không đúng với bản chất nguyên âm. Những đề xuất của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền phần 2 liên quan đến cách viết nguyên âm, trong đó vấn đề thứ nhất liên quan đến cách viết nguyên âm đôi. Theo ông Bùi Hiền, để tuân thủ triệt để nguyên tắc một âm một chữ, một chữ một âm phải trả lại các âm O, Ơ, E về đúng vị trí của nó và chữ A được trở về đảm nhiệm biểu đạt một âm vị A của mình như các chữ cái khác trong tiếng Việt. Tiếng Việt có ba nguyên âm đôi ia, ưa, ua. Trên chữ quốc ngữ, mỗi nguyên âm đôi có hai cách viết: viết bằng tổ hợp con chữ có yếu tố thứ hai là a, khi không có con chữ chỉ viết âm cuối như tia, tưa, tua, viết bằng ia, ưa, ua, khi đứng sau có con chữ âm cuối như tiếc, tươm, tuông. Cách viết trên thể hiện quan niệm của những người làm chữ quốc ngữ có tính hợp lý về ngữ âm học và sư phạm. Ông Bùi Hiền đề nghị trong mọi trường hợp, yếu tố thứ hai đều viết bằng E, ví dụ tia, tiết, tua, tuân, tưa, tươm. Phân tích về ngữ âm học, âm học và cách phát âm chỉ ra rằng các nguyên âm đôi trên có yếu tố thứ hai không phải là E, Ơ, e, Ô như quan niệm của ông Bùi Hiền mà là nguyên âm Ơ. E. Do vậy, đề xuất của ông không đúng với bản chất của các nguyên âm đôi trên và chưa đảm bảo nguyên tắc một âm một chữ một chữ một âm ngoài ra nếu tia tua tưa viết hành tia tua tưa sẽ không tiết kiệm thời gian thêm dấu phụ khi viết gõ hai nhịp khi đánh máy vi tính không tiết kiệm không gian giấy khi viết đánh máy điều mà ông luôn nhấn mạnh vấn đề thứ hai liên quan chủ yếu đến con chữ y dài và con chữ y ngắn theo ông bùi hiền trong tiếng việt tất cả các nguyên âm đều tạo thành những cặp đôi dài y dài và nguyên âm dài còn y ngắn là nguyên âm ngắn những người nghiên cứu ngữ âm học tiếng việt trong nước và ngoài nước từ trước đến nay không ai có quan niệm như ông bùi hiền rằng tất cả các nguyên âm đều tạo thành những cặp đôi dài sự thực là chữ y dài và chữ y ngắn là hai con chữ khác nhau tên gọi y dài y ngắn là căn cứ vào hình chữ cùng phản ánh âm vị y ngắn không có đối lập trường độ dài như chữ mỹ y dài mỹ y ngắn lý y dài lý y ngắn sĩ y dài sĩ y ngắn cần phải có quy chuẩn để viết y dài và y ngắn nhất loạt hay phân biệt ví dụ từ hán việt viết y dài cách viết phân biệt y dài và y ngắn để phản ánh hai nguyên âm có trường độ dài ngắn dài khác nhau như ý kiến của ông bùi hiền là không đúng các đề xuất của phó giáo sư tiến sĩ bùi hiền thể hiện rõ ông không phân biệt các khái niệm âm và chữ âm vị của y ngắn và chữ y dài nguyên âm đơn nguyên âm a e o và yếu tố của nguyên âm đôi a e o ơ. Tóm lại, cũng như những đề xuất cải tiến cách viết các phụ âm, những đề xuất cải tiến cách viết nguyên âm của phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hiền không có cơ sở khoa học, không phản ánh đúng bản chất ngữ âm của các nguyên âm. Việc lựa chọn ký hiệu không hệ thống tùy tiện vi phạm nguyên tắc sư phạm, nguyên tắc dễ học dễ nhớ gây khó khăn cho người học, nhất là trẻ em. Như ý kiến nhiều người, các đề xuất của ông Bùi Hiền khó áp dụng thực tiễn do tạo nên sự đứt gãy văn hóa. Bên cạnh đó là tốn kém kinh tế do phải học chữ quốc ngữ mới, còn thế hệ sau phải học chữ quốc ngữ hiện hành để đọc các văn bản tác phẩm đã có, phải in lại hàng triệu tác phẩm kinh điển về văn học, chính trị, giáo dục. Ngoài ra, chữ cải tiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền sẽ gây khó khăn cho người dân tộc thiểu số học chữ quốc ngữ nhiều dân tộc thiểu số đã có chữ viết dựa trên từ dạng latin có cách ghi phụ âm nguyên âm gần với cách ghi chữ quốc ngữ sự gần gũi chữ dân tộc thiểu số và chữ quốc ngữ giúp người dân tộc thiểu số sau khi học chữ của mình dễ dàng chuyển sang học chữ quốc ngữ chữ cải tiến của ông bùi hiền tạo nên sự đứt gãy từ chữ dân tộc thiểu số sang chữ quốc ngữ giáo sư tiến sĩ nguyễn văn lợi nguyên phó viện trưởng viện ngôn ngữ học thay đổi lớn nhất trong cải cách tiếng Việt của Phó Giáo sư Bùi Hiền. Nếu trong đề xuất làm lần thứ nhất Phó Giáo sư Bùi Hiền chuyển đổi tiếng Việt sang tiếng Việt, thì bản nghiên cứu hoàn chỉnh này ông viết thành tiếng Việt. Nghiên cứu mới nhất của Phó Giáo sư Bùi Hiền bao gồm hai phần. Ông phân tích hệ thống nguyên âm và phụ âm bằng cách thống kê lại, sau đó lập bản một chữ cái tương ứng với một âm vị âm tồn tại trong ngôn ngữ. Thay đổi về cách đọc chữ cái Bàn chữ cái của Phó Giáo sư Bùi Hiền lập nên là kết quả của 40 năm nghiên cứu mang những nét thay đổi lớn nhất trong cải cách chữ viết. Theo đó, bàn chữ cái mới vẫn giữ nguyên trật từ A, B, C. Những chữ cái in đậm để lưu ý rằng đó là những chữ đã được mang giá trị âm vị mới, đọc kiểu cải tiến thay cho những chữ cái đọc theo bảng chữ cái quốc ngữ cũ. Một số chữ cái sẽ hoàn toàn thay đổi về cách đọc như cờ đọc thành chờ, phờ đọc thành phờ, G đọc thành giờ, K đọc thành cờ, Q đọc thành hờ, W đọc là ngờ, X đọc là khờ, Z đọc giờ. Với chữ hiện hành có một âm vị của chờ, nhưng khi viết lại có bốn chữ chờ, chờ, R, R tạo nên việc rơm ra, vì thế tôi chỉ lấy một chữ cờ đọc là chờ. Tôi bỏ chữ đờ và thêm chữ di trong bảng chữ cái tiếng Việt mới để hội nhập với quốc tế. Tôi sử dụng chữ F thay cho chữ phờ thay chữ G cho chữ G kép để rút gọn ký tự Phó Giáo sư Bùi Hiền lý giải. Với chữ S sẽ biểu thị cho chữ S và chữ S đồng thời xóa bỏ chữ S với âm vị cũ vì rất khó để phân biệt giữa các từ như xuất sắc, sắp xếp. Thay vào đó, Phó Giáo sư Bùi Hiền sẽ tạo nên âm vị mới là S thì đọc là khờ một số chữ có âm vị hoàn toàn mới là K đọc thành cờ W đọc là ngờ. Trong bàn cải cách, tiếng Việt đã hoàn thiện này có sự thay đổi so với phần 1 đã công bố. Theo đó, chữ quy đọc là chữ thờ, biểu thị chữ thờ, chữ w đọc là ngờ, biểu thị cho chữ ngờ. Chữ ngờ thường đứng ở các vị trí cuối của một từ, vì thế khi chuyển đổi trong một văn bản có quá nhiều chữ quy, đứng cuối thì nhìn sẽ chướng mắt. Chính vì thế, đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt của tôi chuyển thành tiếng Việt ngay lập tức bị phản ứng. Sau quá trình nghiên cứu, tôi đổi thành tiếng Việt, Phó Giáo sư Bùi Hiền nói phó giáo sư bùi hiền cho biết vừa qua có nhiều người e ngại rằng lợi bất cập hại vì sẽ phải in lại toàn bộ sách báo ấn phẩm sách giáo khoa hợp đồng kinh tế giấy tờ tùy thân tuy nhiên thực tế xưa nay ở nước ta cũng như trên thế giới không ai làm như vậy cả bởi những người biết chữ quốc ngữ vẫn hoàn toàn tự do yên tâm sử dụng những thứ đó cho đến hết đời người ta chỉ in chữ mới ở các tài liệu báo chí giấy tờ công văn mới theo phó giáo sư bùi hiệt có ý kiến cho rằng cải cách chữ viết làm mất cả vẻ đẹp mất tính thẩm mỹ của chữ quốc ngữ quả thực nếu thoạt nhìn vào một đoạn văn bản bằng cách cải tiến những con chữ latin với bố cục ngắn gọn hơn nên thấy không đẹp và tức mắt nhưng đó chỉ là thói quen tạo nên các kiểu thẩm mỹ thói quen này thường thay đổi theo hướng thuận lợi và có lợi ích thiết thực khó khả quan dù đề xuất tâm huyết một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, giảng viên Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông rất trân trọng tâm huyết của Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền, tuy nhiên, ông đánh giá rằng sự thành công của đề án không chỉ duy nhất nhờ bằng tâm huyết, nếu không được thuyết phục bằng thực tế, bản thể của tiếng Việt. Nhà nghiên cứu này nhận định những căn cứ của Phó giáo sư Tiến sĩ Bùi Hiền để phân biệt âm tiết tiếng Việt thành những khúc đoạn tức âm vị có thể cả những hiện tượng được cho là siêu đoạn gồm âm vị âm tiết không dễ thuyết phục về tính khách quan, khả tính. Cho nên, không thể dựa vào đó tạo nên cuộc hôn phối giữa một âm vị của âm tiết với một, hai, ba chữ cái Latin. Ngoài ra, nhà nghiên cứu này cho rằng sự tương thích giữa âm với chữ, chữ Latin có chăng chắc khi bắt đầu xây dựng chữ viết cho những dân tộc thiểu số chưa có chữ viết như ở Việt Nam chẳng hạn. Khi nó tồn tại từ lâu đời và trở thành sự kiện văn hóa, xã hội, lịch sử của dân tộc, tức nó có đời sống riêng, có tư cách như mặt biểu đạt cho một nội dung của ký hiệu, thì có nên nhìn nó bằng con mắt ngữ âm, âm vị để tính đến chuyện cải cách. Xin chia buồn của ông đoàn Ngọc Hải Hè phố đã lập lại trật tự cũ củ của mình Như chưa hề có một chiến dịch ra quân mạnh mẽ Nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ Đây không chỉ là thất bại của một chủ trương đúng đắn Mà còn là thất bại của một số cố gắng ứng xử văn hóa Gây dựng nếp sống văn minh Là biểu hiện của sự bất lực trong quản lý đô thị trong một diễn biến liên quan thì sắp tới đây, hành vi gây cản trở giao thông của người đi bộ có thể bị xử lý hình sự với mức tù khung là 15 năm tù giam, chúng ta buộc phải tự hỏi thế cái hành vi đẩy người đi bộ khỏi vỉa hè, buộc họ phải đi xuống lòng đường thì bị xử lý như thế nào cho thích đáng? và những hành vi gây cản trở giao thông như đào đường vô tội vạ, lập lô cốt, án ngữ giữa đường, liên tục thay đổi đá, gạch lát vỉa hè, kéo dài liên tu bắt tận các công trình giao thông thu hẹp lồng lề đường, thì bị xử lý phạt, thậm chí bỏ tù thế nào đây cho hợp lẽ công bằng rồi thủ phạm gây ra kẹt xe tắt đường là do quy hoạch không hợp lý nhà cao tầng khu dân cư xây trong nội đô đường xá và không gian giao thông bị thu hẹp tối đa thì ai phải chịu trách nhiệm và giải quyết vấn đề này như thế nào trong khi đó, một giải pháp đưa ra hết sức bất hợp lý khiến người dân khó chịu là chủ trương thu phí chống ách tắc giao thông nhằm vào túi tiền của những người trực tiếp tham gia giao thông nhưng không phải thủ phạm chính gây ra chuyện này. Và nếu có thu được phí này thì có giảm được ách tắc giao thông không? Câu trả lời dứt khoát là không, bởi nó cũng như tiền ngân sách bỏ ra để chống ngập vậy, tiền chui xuống cống hết mà nước thì không chịu chui vào đó hoặc cũng như phí bảo trì đường bộ, phí bảo vệ môi trường, thu qua xăng dầu, người ta không hề thấy sự hiện hữu trên thực tế với mục đích sử dụng của các loại phí này. Một sự đơn giản như chân lý, vỉa hè dành cho người đi bộ mà không thể thực hiện nổi thì nói gì đến những chuyện to tác và trừu tượng hơn. Xin chia buồn cùng ông Đoàn Ngọc Hải, người hùng hè phố đã trở nên cô độc giữa phố phường đông đúc.